Đó, các bạn thấy mây nó đều trời hết nha các bạn. Đó, trên núi là giờ không thấy núi luôn, thấy mây không đó. Hi, Ruby Hi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mưa bão quá, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nha các bạn. Rồi mình cũng mình và mấy anh em mua được ít chuột đồng nha các bạn. Thì mình sẽ làm cái món là chuột đồng nướng sả ớt nha các bạn nha. Đó, trời thì đang mưa mà đang đứng ngoài mưa luôn. Để mình quay cho các bạn xem ha. Nó mới tạnh tạnh được rồi sáng nay. Hồi sáng sớm là nó mưa cả ngày luôn á, nó mưa cả đêm sáng giờ luôn. Các bạn thấy yêu thích Ruby Hi thì hãy cho Ruby Hi một like và một đăng ký ủng hộ cho Ruby Hi nha. Rồi mời cả nhà cùng theo Ruby Hi làm cái món chuột đồng ướp sả ớt nha các bạn. Đó các bạn, tát ra ớt nha các bạn. Ăn xé lử luôn. Đây là những chú chuột đồng của chúng ta nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ướp nha. Tại cái này mình để cho nó ráo nước rồi nha các bạn. Thì mình bỏ qua cái thau này mình ướp gia vị ha. Chúng ta bỏ ít muối nha các bạn. Một ít đường ha. Một xíu bột ngọt. Rồi chúng ta trộn cho nó đều lên ha. Giờ mình sẽ bỏ cái cối sả ớt của mình vô nha. Cái này nhiều, càng nhiều sả càng ngon nha các bạn. Cho một ít dầu ăn nha các bạn nha. Một ít nước mắm nha các bạn. Rồi, giờ chúng ta tao lên thôi. Trộn lên. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Rồi chúng ta để cỡ nửa tiếng rồi mình sẽ đem ra nướng nha các bạn nha. Đây là chén mứa ớt nha các bạn. Tí nữa mình nướng xong mình ăn thì mình sẽ nặn chanh vô ha.
vàng, rất là thơm nha các bạn. Rất là vàng luôn nha. Các bạn thấy hay và yêu thích Ruby Hy thì hãy cho Ruby Hy một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Ruby Hy nha. Rất là vàng luôn nha, rất là thơm luôn. Đây các bạn, trời quá đã luôn nha, vàng ươm luôn à. Tốn bia tốn rượu lắm các bạn ơi. Chuột xé chấm ướp. Ăn không bạn? Ngon. Mở nè bà ơi. Nước chùm nấu. Mở không? Gan nữa không? Trời ơi. Quá đã luôn. Ngon đã rồi. Ngon bà ơi. Ngon ăn hết luôn hả ông nội? Chưa mới chết. Đó. Bỏ vào quắp ha, giấm bỏ chung ha. Rồi cái đầu cắn cái đùi cho nốt. Trời mưa bão. Mưa đậm. Không có gì hết. Nhà có gì vậy? Nghe không thấy luôn. Đó. Mới trời hết. Cúc ở này mà nó cũng ra màu đổ đi. Còn tương lai phải không? Quá đã luôn. Quay phim mới nhắc nghỉ nha, đừng ăn thiệt nha, hết ngồi á. Chấm vô. Ngon các bạn ơi.